Sản phẩm bộ tranh ảnh khoa học tự nhiên lớp 7 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo bao gồm các tranh ảnh trong sách giáo khoa được sắp xếp theo từng bài, giáo viên và học sinh có thể dễ dàng sử dụng để phục vụ cho việc dạy và học. Hệ thống tranh ảnh trong sách giáo khoa là phương tiện học tập quan trọng nhất không thể thiếu đối với người học, là nơi cụ thể hóa chương trình học tập của môn học, rất cần thiết cho giáo viên khi soạn giáo án điện tử, có thể thay thế tranh in, tiết kiệm được chi phí mua sắm tranh ảnh. Đồng thời giúp giáo viên và học sinh bớt lệ thuộc vào sách giáo khoa, giúp cho sự tiếp nhận kiến thức của học sinh được dễ dàng và ấn tượng hơn. Cách tải về và sử dụng bộ tranh như sau: bước 1, nháy chuột vào file sanfamdoki.html, bước 2 vào slide 2 nhấp vào biểu tượng màu xanh, bước 3 tải file trên Google Drive về giải nén và sử dụng.